Ngày xưa có một chú thỏ và một chú rùa. Thỏ và rùa này xua này xua có một chú thỏ và một chú rùa. Rùa tranh luận với nhau xem ai nhanh hơn. Vì vậy, họ quyết định giải quyết cuộc tranh luận bằng một cuộc thi chạy. Còn vì vậy, họ quyết định giải quyết cuộc tranh luận bằng một cuộc thi chạy cả. Cả rùa và thỏ đồng ý về đường chạy và bắt đầu cuộc đua. Thỏ lao về phía trước một cách nhanh nhẹn. Sau đó quay lại thì thấy rằng cậu đã bỏ rùa một khoảng cách. Sau đó quay lại thì thấy rằng cậu đã bỏ rồi một khoảng cách khác. Sau đó quay lại thì thấy rằng cậu đã bỏ rồi một khoảng cách khác. Khá xa, thỏ nghĩ rằng cậu ấy có thể nghỉ ngơi một lúc trước khi tiếp tục. Là cậu ấy có thể ngồi một lúc trước khi thách thức bước. Cậu ấy liền ngồi xuống một cái cây và một lúc sau. Và cậu ấy lên ngồi xuống một cái cây và một lúc sau thì ngủ. Chú chuột bước từng bước khó nhọc nhưng rồi cũng vượt qua thỏ. Bất cô nức nừng rồi cũng vượt qua thổ à. Và nhanh chóng bỏ về đích, trở thành nhà vô địch của vua. Thổ và nhanh chóng bộ về tích chỗ tấn nhà bảo tích của quốc chùa tổ. Thỏ giật mình tỉnh dậy và nhận ra rằng mình đã thua trong cuộc thi. Tỉnh trạng và nhắn là rằng mình đã tự trong quốc tỷ trái. Bài học của câu chuyện là chậm mà chắc thì sẽ chiến thắng. Bài học của câu chuyện là chậm mà chắc thì sẽ chiến thắng. Đây là phiên bản mà tất cả chúng ta đều lớn lên cùng. Thì sẽ chiến thắng. Đây là bên bản mà tất cả chúng ta đến lòng lãnh quân. Nhưng phiên bản này chúng ta sẽ tiếp tục. Nhận ra cậu đã thua. Những phiên bản này của chúng ta sẽ tiếp tục. Tớ nhắn là tao đã thua cô ạ. Vua chưa đủ quá tự tin, bất cẩn và không nghiêm túc. Nếu như cậu ấy không tự ngộ nhận. Vì cô tự tin bất cần bà không nhiễm thức nhiều nhiều câu ai không tự ngó nhanh.
mình thắng, chẳng có lý do nào rùa có thể đánh bại cậu ấy. Vì vậy Mình tăng thì chẳng có lý do nào lũ có thể đánh bại tức cao ải. Vì vậy vậy cậu ấy thách đấu rùa một lần nữa và rùa đồng ý. Lần này họ cứ thế chạy một mạch không ngừng nghỉ đến đích. tôi nghĩ lần này tôi có thể chạy một mắc cận không ngừng nghỉ đến tích tổ. Họ cách rùa một khoảng cách rất xa. Bài học của câu chuyện này đó là nhanh. Phong cách rất xa. Bài học của câu chuyện này đó là nhân bá. Và nhất quán sẽ luôn đánh bại chậm và chắc. Chậm và chắc thì cũng tốt, nhưng sẽ tốt hơn. Luôn tân và chẳng và chắc chắn và chắc thì cũng tốt, nếu sẽ tốt hơn hơn. Hơn vốn nhanh và nhất quán, nhưng câu chuyện chưa kết thúc ở đây. Lần này đến việc rùa suy nghĩ. Và nhất phần những câu chuyện chùa kết thúc ồ đây lần này tên là Rù Suni. Nghĩ và nhận ra rằng không có cách nào mình có thể đánh bại được thỏ trong một đường đua. Cũng như vậy, rồi. Có thể dân bài thức thu trong một dung đùa thu như bài lưu dưới. Suy nghĩ một hồi và sau đó thách đấu thỏ một cuộc đua nữa. Cho cụ như vậy lưu sư ni mô phổi và sau đó tắc cao tổ một phút dùa nữa. Trong một đường đua khác và thỏ đã đồng ý. Rùa và thỏ bắt đầu. Nhưng trên một chung từ các bà thô đã tốn gì và bà tốt bắt đầu. Những trên một chung dù các bà thô đã tốn gì rồi bà tốt tự bắt đầu. Tiếp tục giữ vững lập trường của mình là nhanh và nhất quán. Họ chạy với tốc độ cao. Vững lập trường của mình là nhắn và nhất quán tờ chai bồi tốc độ cao nhất. Cho đến khi chúng gặp một con sông chảy ngang, đích đến chỉ còn cách vài km. Rồi tên kỳ sự cấp một con sông chai ngàn cái tên chỉ có cách vài km. Ở bên kia con sông. Thỏ ngồi đó và tự hỏi phải làm gì bây giờ. Trong lúc đó, rùa từ từ. Tân tổ ngồi tố và tư hồi bài làm gì bài giờ trong lực tô rửa tư tư. Đến xuống sông, quay thẳng sang bờ bên kia, tiếp tục đi từ từ đến đích.
sớm xong vội tăng sản vô vàn kia tiếp tiếp thất vì từ từ đến Cái luận lý của câu chuyện này đó là đầu tiên cần nhận biết được năng lực thực sự mình và sau đó thay đổi sân chơi phù hợp với khả năng của bản thân. Câu chuyện vẫn chưa kết thúc ở đây. rồi để phú khóc mỗi cả nắng của bán tăng câu chuyện bán chỗ kết thúc cô đấy. Lần này rùa và thỏ trở thành đôi bạn khá thân thiết và họ bắt đầu suy nghĩ cùng nhau. Cả hai Tất thiết và hồ bắt đầu sự tung bộ nhau là ai chứ? Tất thiết và hồ bắt đầu sự nghĩ. Tất thiết và hồ bắt đầu sự nghĩ tung bộ nhau là hai chữ. hai đều nhận ra rằng ở vòng đua cuối cuộc đua có thể được cải thiện nên rất nhiều, thế là vừa bắt đầu. Dù cuối cùng đùa có thể tức cái chiến lần chắc hữu thể là vừa và tốt rồi và tốt. Họ quyết định mua lại một lần nữa, nhưng lần này chúng ta đã tập trung thành một đội chú bắt đầu và lần này họ cộng Chúng đã thắp chung thành một tôi chung và tạo và lần này chúng đã thắp chung thành một tôi chung và tạo và lần này tớ cũng lụa tớ cũng lụa tớ cũng lụa rùa chạy đến bờ sông. Sau đó rùa thay phiên cọc thỏ trên lưng và bơi qua sông. Ở phía bờ đối diện, thỏ lại cõng rùa. lớn và vui của sông ô bia bố đôi diễn tớ lại cũng rưa Và chúng kết thúc cuộc đua cùng nhau. Cả rùa và thỏ đều cảm thấy thỏa mãn hơn. mà chúng kết thúc cuộc đua cùng nhau cả bụi và thổ dù cam thải tỏa mãn hồn Hơn rất nhiều so với những lần vừa trước đó. như sợ bối những lần dừa chất
Tovalo và luôn còn thích ồ trai của cũng một phút thì cháy là sau đồ quay lại chia tay trang cầu đà vui lòng một con khắc thổ sau đồ cài lại chia tay cài thảo đồng công vừa mong cả lắng cả cầu có thể ngồi một lúc thì thức thức chua câu bài lên ngồi xuống một bài cả mà ước một một ngôi lớp sau thiền bộ bộ lớp nào rồi cũng bút của cô á cô qua nên chức cô rất thích trong tâm nhạc và thích của phúc chữ đó trân trọng và nhân là thắng mình đã từ trong phúc thị trại vài học phụ thảo chu là chăm bà chắc chắc thì sẽ chiến thắng chứ xe xin trai là từ bên bên mà tất cách chúng ta là làm lần chuẩn nhưng bài bên này của chúng ta sẽ kết thúc rồi nên là lâu ai chu cổ á đi cổ tội tin vật nên bà là không nhiễm rất nhiều các bạn không trừ ngộ ngắn minh tàn thì chẳng có lý do nào lùa có thể lên bài thức cạo đi bài đi bài tôi nghĩ lần này tôi quyết định chạy một mắc khăn không nhưng chỉ nên thích thú không cách chắc xa bài hát của câu chuẩn này dù là nhân vật luôn chắc mà chắc là chắc chắn chắc đi cũng thấp chung đã thấp trừ thân mổ thôi chậm và là thao và lại này những kê tức và là tức chung câu chuyện chuộng cách thức ô đầy là tại trên lùa sự lý có thể dẫn bái chung mổ chung lùa tôi đi bài lụi đi bôi ạ mấy mà sao thất 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 của nó nhưng chuẩn một chất cả mấy thóc ồ đúng vị mà là ban thất hút tất cả những thành một chung như khắc bảo tôi thật tôn nhiệm chung bà thất tất cả thấu nhưng là chuẩn của mình là nhân vật nhất quan trọng trải nghiệm cấp độ cao nhất cầu trình lịch sử cấp một vùng sổ chạy mừng tắc ngồi thổ bộ thôi khỏi bài làm thay liệu trong đất thổ lộ tư thức sừng sông lội thắng sạc khuất khăn chạy chích thiết thức để tư tư đến thổ đi được khóc bồi tạp nắng của bản thân là cao chuyên bản chốt chốt nhận thức hội hội đấy accept và hộ và tạo xuống chứng phổ phân chít và phụ bất tử như chung bồ nhão các hai chữ phải hai chữ nếu dư chối tốt lúc có thể thức cải chiến là nà chữ tốt chữ thế là vừa bắt thốt và là thốt chung là đã thăng chức tôi chỗ thao lần và mỗi cuộc sống hồ kỳ của tôi riêng là tôi là công chủ một chung thiết thực cũng chưa khoảng nhau cả vì bà tôn những càng đại cũng mạnh mỏi như sổ bội những đàn chữ chất.